Rồi tôi xin chào tất cả mọi người nha, chào người đến với clip này Tùng. Thì đến với clip này Tùng sẽ có một số con máy muốn thanh lý cho mọi người nha. Thì đa số là máy FX và máy Sina nha mọi người nha. Khi mọi người tham gia mua máy bên Tùng thì mọi người sẽ được nhận một phiếu bốc thăm nha. Thì trong đó sẽ có một hai giải, một giải là máy Sina 4000 full box và một máy là hàng Nhật bãi nha, bữa anh khách cho Tùng nha. Tùng cũng cho mọi người bốc thăm luôn nha. Rồi mở đầu trong clip này thì Tùng sẽ có hai con máy FX 4000 và ba con máy Sina này, thì trong đó sẽ có một con máy Sina FE nha mọi người nha. 2500 đây. Đây là con máy Sina FE 2500 mọi người nha. Thì con này là đỡ câu chép, câu lua, câu cá chim nha. Con này thì có chạy xước theo thời gian nha mọi người nha, chạy xước theo thời gian. Đấy, FE 2500 nha. Đó, dòng này thì bây giờ nó không phải sản xuất nữa, đa số là xăng thôi mọi người. Dây này mọi người, thông số dây nè. 0.25 và 160m nha. Thì trong này nó có sẵn cái nồi cước này. Cái cước này đỡ câu chép, câu chim này mọi người. Đấy. Hoạt động thì bình thường nha. Tôi kiểm tra hoạt động bình thường. Ở này nó sẽ có khóa đổi 2 chiều này mọi người. Nó khóa đổi 2 chiều nha. Đó. Hình nó này, nói chung hình nó còn ok nha. Bộ pin này. Đó, hình sẽ có chạy xước nha. Anh em nào thích chơi dòng này đó, thì mua nha, hoặc là sưu tầm à. Hoạt động thì ok hết nha, có đó 2 chiều đầy đủ nha mọi người nha. Size 2500 FE nha mọi người nha. Thì giá con này nó sẽ nhìn hơn xíu nha. Hoạt động thì bình thường nha mọi người nha. Hoạt động bình thường đó. Con này sản xuất cũng khá là lâu rồi đó. Nhưng mà con này giờ sang lại cũng hơi khó đó. Hoạt động thì bình thường nha. Con này anh em giờ câu lua câu chép đều được nha. Giá con này là 450.000 cộng ship nha mọi người nha. 450 cộng ship. Này. Anh em thích con này thì liên hệ Tùng nha. 450 cộng ship. FE nha mọi người nha. Con này Sina FE nha mọi người. Này. Và đầu bền thì con này đánh giá sẽ cao hơn con màu đỏ nha mọi người nha. 2.500 FE nha. Giá 450k cộng ship nha mọi người nha. Giá này Tùng không fix đâu. Nhưng cái con máy này thì thanh lý gần gần sát giá mọi người nha. Rồi, đó con FE nha. Rồi tiếp theo đây Tùng sẽ có một con Sina mọi người. Sina này 2.5 này, đi Sina để mới này, HG này. Thông số dây nó nè mọi người. 0.25 và 0.6, nói chung là nó cũng giống giống như con kia thôi mọi người. Mô bin thì nó kêu như nhau thôi. Đây, mô bin nè mọi người. Đời mới thì nó có vẻ nó thanh hơn một xíu nha, đời cũ này. Nó không thanh bằng đời mới, nó thanh hơn nha. Đây là cái dây cước tím nha, còn đây có cái dây cước hồng nha. Cái dây này được hơi nhìn hơi hơi nữ tính xíu. Đấy, hoạt động nó nè mọi người. Đây, hoạt động khóa đổi 2 chiều này. Đấy. Hoạt động ok hết nha. Đấy, con này thì cũng câu lua, câu chép, câu chim mọi người nha. Đều được hết nha. Đó, câu tôm là cũng ok luôn nè. Câu tôm cá ngát nè, ok luôn. Hoạt động thì bình thường nha mọi người, hoạt động bình thường nha mọi người nha. Đó, không lỗi lầm gì hết, hoạt động là bình thường. Giá con này nó sẽ mềm hơn con FE xíu nha. Giá con này Sina này là 390 cộng ship nha. 390 cộng ship. Đó, dòng máy là dòng máy rẻ quắc dân luôn á mọi người. Và dòng này Sina thì bền rồi. Shimano thì được cái nó bền. Thì dòng Sina FX thì mọi người câu biển được nha mọi người nha, câu biển được. Đó. Anh em là có câu có coi cái YouTube của câu cá giao rượu thì người ta thường lấy những cái con Sina FX này người ta chơi nè mọi người, câu biển đó mọi người. Được hết luôn nha. Miễn sao đừng cho rớt xuống nước biển là được. Máy nào rớt xuống nước biển là về cũng vệ sinh hết mọi người. Còn câu mà giống như trời mưa hay là nước biển văng vô thì bình thường thôi mọi người. Nè. Đó, dòng giá rẻ, giờ câu thì anh em ném hay là làm gì này nọ trong mấy con rất là mới luôn nha mọi người nha. Đấy, giá 390 cộng ship nha mọi người nha. Rồi tiếp theo ở đây Tùng sẽ có một con Sina. Sina này là 1000 mọi người nha. Con Sina này nó sẽ kèm hộp theo luôn. Sina 1000. Sina 1000 này size nó nhỏ hơn cái con 2.5 này nha. Đây. Nhỏ hơn 2.5. Giá thì nó như nhau mọi người. 390 cộng ship. Sina rồi bán giá này không rồi, không nào bán giá khác hơn nữa. Đó. Hoạt động thì bình thường nha.
Đồ mới thì không mới đâu mà, hàng thanh lý mà. Đây, giá giờ mọi người thanh mua trên mạng vậy mọi người. Hàng mấy hàng thanh lý lại giá cũng tầm đó thôi mọi người. Bán mấy con này thì dạng như sưu tầm về bán cho anh em vui thôi, chứ mấy con này bán sát giá luôn rồi. Rồi, giá con này cũng đồng giá với giống mấy con hàng rưỡi nha, 39 cộng ship. Mọi người con chép nè, con chim nè, con tôm nè. Đó, được được luôn nha. Đó, một cái size quốc dân luôn. À, anh em nào thích thì liên hệ nha. À, con em một tím này, cái con này là một cặp luôn rồi, hai con này là một cặp á, con khách luôn mà. 39 cộng ship nha, con này thì nó sẽ có hộp. Rồi. Tiếp theo ở đây tụi sẽ có con FX4000. Thì FX4000 này thì giá nó sẽ mềm hơn con Sina nha mọi người á, con này nó sẽ có hộp. Có hộp như thế này nha, con này nó sẽ có hộp trong này nè. Đó, con này nó sẽ có hộp sách. Một con có hộp sách nha mọi người nha. Nhưng mà tụi sẽ bán hai con đồng giá nhau thôi. Đó, giá là 300 cộng ship nha. Con này khó đỏ 2 triệu mọi người. Giá mềm luôn rồi, chơi luôn. Độ hình thì sẽ có chạy xước nha. Nhưng mấy con này thì chạy xước chắc chắn luôn mà. Mấy này dòng giá rẻ, nhưng mà được cái nó bền. Shimano của Malaysia nha mọi người nha. Mặc định của những cái con máy này của hàng Malaysia hết nha. Malaysia xuất hết. Đó. Mobin này, mọi người nhìn này. Cái dòng, những cái dòng giá rẻ hay dòng cao cấp đồ thì cái mobin của hãng Shimano thiết kế mọi người cực kỳ hay luôn nha, cực kỳ hay luôn. Thông số dây nó nè mọi người 0.3 vào 1.8 nha, 0.3 vào 1.8, 0.30 mọi người. Đó, thì con này được vô full nồi cước. Hai con này cũng là một cặp luôn mọi người. Mà con này được cái là nó sẽ có cái hộp nha. Đó, hình này có chày. Anh em mà muốn chơi hàng chính hãng của Malaysia xuất thì đây cũng có. Nói chung là Tùng những con máy này Tùng gom rất là lâu rồi mới được người được một số lượng nhất định thì Tùng sẽ làm clip cho mọi người nha. Còn về lắc nhắc một hai cái thì Tùng không có làm. Đó, những con này Tùng gom thôi, giá thì cũng xem giá thị trường anh em thanh lý thôi. Đó, hoạt động thì bình thường nha. Đó, anh em đừng có yêu cầu quá cái con máy của mình. Đó, giá là 300 cộng ship. Anh em mới coi nha, nó sẽ có chạy xước nha. Nhưng mà hoạt động anh em vừa câu cá nè, cá chim nè, cá chép nè, câu lua nè, câu linh xê nè, đều khách luôn nha mọi người nha. Nhưng con máy này là chiến chết hết luôn nha. Đó, câu tôm nè, câu mày dinh nè, câu cá ngát nè, lua nè, chơi tút. Size 4000 là một cái size rất là đa năng nha mọi người, chơi thở lò nào cũng được nha mọi người nha. Đó, còn xa hàng rưỡi kia thì nó sẽ hơi rén hơn xíu, tại vì vô cước nó sẽ ít hơn nha. Nhưng mà nếu mọi người chơi giao BE thì ok. Và con này được cá ma đí nè mọi người, con này thì sẽ không có hợp nha. Con này cũng là size FX4000. Đấy, con này nó sẽ không có đẹp hơn con kia đâu mọi người. Con này nó sẽ chạy nhiều hơn. Nhưng mà Tùng còn bán đồng giá giá 300 mọi người, cho anh em giờ chơi. Anh em mà thích thì cứ lấy. Đó, hình này nó sẽ có chạy nha. Bộ pin này, đấy, một mình này kêu như nhau thôi người. Những chỗ khác thì hoạt động bình thường hết nha. Kho đôi chiều này, này kho đôi chiều. Hoạt động thì bình thường nha mọi người nha. Nói chung là những con máy nào không có đòi hỏi quá xuất sắc nha mọi người, tại nó là dòng giá rẻ rồi, nhưng mà được cái nó bền. Và là khi mọi người câu, mọi người bảo dưỡng đồ nó cũng cực kỳ dễ nha, nó không có khó khăn gì hết. Đây, Tùng sẽ có một cặp máy FX4000 đồng giá 300.000 nha mọi người nha. Đồng giá 300.000, con có hộp, con không hộp. Nó con không hộp nó sẽ có máy đi nha mọi người nha. Đó, con có hộp nó sẽ đẹp hơn. Giá 300 cộng ship đồng giá với nhau nha. Đó, đồng thời người sẽ kèm theo một cái phiếu thăm. Anh em mua hai máy thì được hai phiếu thôi. Nói chung là cũng sắp hết tháng 12 rồi mọi người. Đó. Rồi ở đây Tùng sẽ có một cặp máy Sina cũng đồng giá luôn. Đó, một cặp máy Sina nha mọi người nha. Đó, giá 390 cộng ship. Đó, con 1000 nó sẽ có hộp, còn con 2.5 thì nó sẽ không có hộp nha mọi người nha. Đó, 2.5 vô dây nhiều hơn 1000 nha. Giờ câu chép, câu chim, câu lua này, câu tôm này, đó, hai size này ok hết nha. Mọi người xài máy cầm máy tini 1.8 đâu mọi người, là chơi mấy con này là
vô tư luôn nha. Rồi còn em nào thích hoài niệm thì em sẽ lấy lại con Sina FE này nha. Sina FE này đó, hoạt động thì bình thường nha, nói chung là không quá xuất sắc nha mọi người nha, bình thường, câu kéo bình thường nha, nói chung anh em đừng đòi hỏi nó xuất sắc quá, là nó sẽ không có xuất sắc đâu. Nói chung là tuần ba người là hoạt động ok đó. Rồi đó là toàn bộ năm con máy mà Tùng muốn thanh lý trong clip hôm nay. Anh em nào thích con máy nào thì cứ liên hệ Tùng nha mọi người nha, liên hệ Tùng đó, Tùng sẽ nhận cọc nha. Còn nếu anh em nào mà có thể là thanh toán chứ không full luôn càng tốt nha mọi người, tại vì cái tiền ship nó sẽ nhẹ xuống, tại cộng với tiền thu hộ nữa nên giá nó sẽ hơi cao một xíu. Rồi anh em chưa đăng ký kênh thì sẽ đăng ký kênh giúp Tùng nha, để theo dõi những clip sớm nhất. Còn anh em nào mua hàng thì thôi liên hệ Zalo Tùng hoặc là đến trực tiếp chỗ Tùng để có máy nha. Còn bây giờ Tùng chào mọi người nha, bye bye.